Hello, xin chào quý cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2023 và cũng là ngày nghỉ lễ cuối cùng của kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 kéo dài từ ngày 1 cho tới ngày 4 tháng 9 năm 2023. Ngày mai mọi người sẽ bắt đầu trở lại làm việc bình thường và Sài Gòn cũng như là nhiều nơi ở Việt Nam đang là mùa mưa bão. Nhiều cô chú anh chị thắc mắc hỏi nít rằng không biết là tình hình lúc này đi kiều về còn đông người hay không và hiện tại nó ra sao nè. Thì tối ngày hôm nay Nick có mặt ở ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, tiếp tục quay lại những hình ảnh thực tế đây chia sẻ cho quý cô bác anh chị và các bạn cùng xem nha. Hiện tại thì trên bản điện tử Nick thấy là thể hiện là 22 giờ, có nghĩa là 10 giờ tối rồi, và Nick thấy có chuyến bay đến từ sân bay Haneda của hàng không All Nippon Airways đến từ Tokyo Nhật Bản nè, đã hạ cánh lúc 21 giờ 25. Tiếp theo sau đó là chuyến bay đến từ sân bay Narita Tokyo của hàng không Japan Airlines JAL 759 cũng đã hạ cánh lúc 21 giờ 30. Tí nữa là có chuyến bay của hàng không Eva đến từ Đài Bắc Đài Loan BR381 cũng sẽ hạ cánh lúc 22 giờ. Và hiện tại thì như thường lệ thôi, Nick thấy số lượng người ngồi chờ đón người thân cũng khá là đông ở sân đón ga đến quốc tế này nha. Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, vừa rồi thì Nick có nhận được một câu hỏi liên quan đến vấn đề là hộ chiếu còn hạn dưới 6 tháng. Thì đây là câu hỏi của hai bác ở Mỹ về Việt Nam chơi. Hai bác có hai quốc tịch, gọi là đang là song tịch, sử dụng hộ chiếu Việt Nam để nhập cảnh về Việt Nam. Tuy nhiên, sau khi ở 6 tháng thì hiện tại sắp quay trở về Mỹ thì mới phát hiện là hộ chiếu đang gần hết hạn, còn dưới 6 tháng. Cho nên là hỏi Nick có phải đi gia hạn hay là đổi hộ chiếu mới gì được hay không, và trường hợp này có thể xuất cảnh về Mỹ được hay không, bởi vì hai bác vẫn là có quốc tịch Mỹ nè, có passport Mỹ vẫn còn đầy đủ thời hạn. Thì xin thưa, trước kia nếu mà hai bác nhập cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam á, thì theo quy định là khi xuất cảnh cũng phải còn thời hạn trên 6 tháng, phòng ngừa là một số nước không cho phép nhập cảnh đối với những cái hộ chiếu mà còn hạn dưới 6 tháng. Mặc dù là Mỹ không có quy định về thời hạn của hộ chiếu còn hạn dưới 6 tháng, tuy nhiên trước đó thì theo quy định của Việt Nam là vẫn cấm không cho những người Việt Nam mang hộ chiếu Việt Nam còn hạn dưới 6 tháng xuất cảnh. Tuy nhiên, một cái tin vui cho hai bác á, hiện tại là luật của Việt Nam đã thay đổi rồi kể từ 15 tháng 8 năm 2023 này. Thì trước đó vào hồi tháng 6 năm 2023 đó, thông qua kỳ họp Quốc hội khóa 15 á, thì đã có ban hành quy định mới rồi, đó là luật 23. Theo bộ luật 23 này á, là có thay đổi nhiều điều khoản trong đó là có cái điều khoản là bãi bỏ việc mà quy định hộ chiếu Việt Nam còn hạn dưới 6 tháng cấm không cho xuất cảnh. Điều này đã hoàn toàn mới, do vậy thì cô bác anh chị mà có hộ chiếu Việt Nam còn hạn dưới 6 tháng vẫn xuất cảnh bình thường ra khỏi Việt Nam. Để chúng ta yên tâm hơn thì có thể tìm hiểu thêm về cái bộ luật 23 2023 Quốc hội 15 nha. Cái này là có trên mạng luôn, cái này đã có quy định rõ ràng. Cho nên là đối với hai bác chuẩn bị quay trở lại Mỹ đó, thì hộ chiếu Việt Nam còn hạn dưới 6 tháng thì hai bác xuất cảnh bình thường. Xin trả lời để hai bác yên tâm và chúng ta tự tin làm cầm hộ chiếu đó để xuất cảnh, cộng với lại passport Mỹ á, chúng ta làm thủ tục nhập cảnh lại Mỹ thì không bị rắc rối gì từ phía Việt Nam nha. Có nghĩa là khi làm thủ tục xuất cảnh thì bác vẫn làm thủ tục xuất cảnh bằng hộ chiếu Việt Nam bình thường, và cái hộ chiếu đó bây giờ là còn hạn dưới 6 tháng, 2-3 tháng thì cũng được, vẫn được cho xuất cảnh ra khỏi Việt Nam. Rồi khi về tới Mỹ dùng hộ chiếu Mỹ nhập cảnh vào Mỹ là bình thường, chúng ta hoàn toàn yên tâm nhé. Và để củng cố thêm niềm tin thì cô bác anh chị có thể xem lại báo chí của Việt Nam đã đăng
trước đó vài ngày, trong đó có báo Công an Nhân dân có đăng một cái thông tin là sáng ngày 30 tháng 8 tại Hà Nội đó, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an tổ chức họp báo thông báo kết quả triển khai luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam theo luật số 23/2023 Quốc hội 15 và cổng kiểm soát nhập cảnh tự động AutoGate. Thì cái này trên báo cũng có đăng lại một số thông tin như là tại cái buổi họp này, Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, theo luật số 23 được Quốc hội khóa 15 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2023, tại kỳ họp thứ 5 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 năm 2023, đã góp phần đơn giản tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy cải cách hành chính, phân cấp, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, tạo thuận lợi cho cơ quan tổ chức, người nước ngoài và người dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Theo luật số 23 đã sửa đổi bổ sung 15 điều khoản của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và 10 điều khoản của luật xuất cảnh nhập cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014, đã sửa đổi bổ sung năm 2019 với 4 nhóm nội dung. Luật 23 đã bổ sung thông tin nơi sinh trên giấy tờ xuất nhập cảnh, đó là cái quy định hộ chiếu mới á, khi mà xin cấp hộ chiếu mới của Việt Nam bây giờ là sẽ được có nơi sinh luôn trên hộ chiếu. Như là trước đó năm ngoái thì cô bán chị mình cũng nghe vụ lùm xùm là hộ chiếu Việt Nam mẫu mới không có nơi sinh, cho nên là nhiều nước đã phản đối là không xét duyệt xin visa đó. Thì bây giờ là bổ sung là hộ chiếu mới được cấp lại là hoàn toàn phải có nơi sinh ở trên đó đầy đủ á, thì luật 23 này cũng đã sửa đổi luôn cái điều quy định này. Rồi luật 23 đã bãi bỏ quy định về việc hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh. Vì theo quy định của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, hộ chiếu còn hạn từ 6 tháng trở lên mới được xuất cảnh, đề phòng phía nước ngoài không cho nhập cảnh. Tuy nhiên, quy định này đôi khi gây khó khăn cho công dân, đặc biệt là đối với các trường hợp mặc dù hộ chiếu còn hạn không đủ 6 tháng nhưng có thị thực nhập cảnh nước ngoài hoặc được định cư ở nước ngoài vẫn được phía nước ngoài cho nhập cảnh. Đây chính là cái điểm gút mắt đây. Thì trước đó Nick đã nhớ là có trường hợp á, là ở châu Âu về chơi cũng sử dụng là hai passport, trong đó có passport Việt Nam. Thì passport Việt Nam sau khi xuất cảnh khỏi Việt Nam á, tại vì trước đó nó dùng hộ chiếu Việt Nam nhập cảnh, sau đó thì xuất cảnh thì bị giữ lại bởi vì hộ chiếu Việt Nam không còn đủ thời hạn trên 6 tháng. Và cái thời điểm mà sau dịch đó thì đúng là quy định rất khó khăn, mọi cái là đang biến đổi biến chuyển rất là nhiều thứ nè, từ hộ chiếu cũ đổi qua hộ chiếu mới, và đặc biệt là xin gia hạn hộ chiếu cũ thì cũng không được, mà cái hộ chiếu này là đã còn dưới 6 tháng thì không được xuất cảnh, mặc dù là trong tay có cái hộ chiếu của bên châu Âu á, là nước Pháp chẳng hạn, thì có thể là quay trở về Pháp nhập cảnh bình thường, mặc dù là Pháp không có giới hạn về vấn đề là hộ chiếu còn hạn dưới 6 tháng. Tuy nhiên là phía Việt Nam lúc đó về quy định á, là dưới 6 tháng, hộ chiếu Việt Nam dưới 6 tháng là không cho xuất cảnh, sợ các nước khác nó trả về. Do đó thì rất là không may cho người mà cầm hộ chiếu Việt Nam còn dưới hạn dưới 6 tháng đã không bay về châu Âu được, mặc dù là có đủ điều kiện để nhập cảnh vào châu Âu. Đó là rất là xui xẻo trong cái khoảng thời gian đó, vì quy định là người ta cũng làm đúng quy định mà không thể làm trái được. Do đó thì đi trong cái khoảng thời gian đó đúng là khó khăn. Và hiện tại thì qua kỳ họp quốc hội này, mọi người nhìn thấy có những cái điều trái khuấy đó, nó có thể là ảnh hưởng và nó cũng không có linh hoạt linh chuyển được, cho nên là bây giờ luật 23 đã ra đời và sửa đổi lại rồi, cho nên là cô bác chị mình đang sử dụng là song tịch, và ngay cả người Việt của mình đang chuẩn bị định cư nước ngoài nè mà có hộ chiếu Việt Nam còn hạn dưới 6 tháng mà trong đó có visa định cư chẳng hạn, hoặc là visa được vào nước mà không có quy định giới hạn hộ chiếu dưới 6 tháng thì vẫn được xuất cảnh ra khỏi Việt Nam thôi. Nói tóm lại trong vấn đề này thì xin khẳng định lại, theo điều luật mới của luật 23 thì có bác anh chị mình sử dụng hộ chiếu Việt Nam còn hạn dưới 6 tháng là vẫn xuất cảnh đi bình thường. Tuy nhiên vấn đề này là cũng cần lưu ý đối với những ai chỉ đi du lịch đơn thuần một số nước, ví dụ là nếu nhớ là qua Malaysia hay là Singapore hay là một số nước châu Á khác, hoặc là một số nước khác nữa ở nhiều nơi, thì có cái quy định là hộ chiếu dưới 6 tháng là không được nhập cảnh. Thì mặc dù Việt Nam
không còn kiểm soát về vấn đề dưới 6 tháng cho xuất cảnh, nhưng mà cũng lưu ý là những nước kia cho nhập cảnh hay không nữa nha. Do đó thì chúng ta cũng không quá chủ quan vấn đề này. Ở đây là nếu muốn trả lời lại cho hai bác đó, chuẩn bị về Mỹ đó, thì cái hộ chiếu Việt Nam còn hạn dưới 6 tháng thì hai bác không cần phải đi gia hạn hay đổi mới làm gì, nhiều khi làm cũng không kịp, tại vì đang làm thêm hệ thống kiểu mới đó, nó hơi khó khăn cho hai bác. Hơn nữa là hai bác là không có, nhiều khi không có đủ giấy tờ để làm hộ chiếu tại Việt Nam, mà trước đó làm cái hộ chiếu Việt Nam tại bên Mỹ chẳng hạn, thì bây giờ làm mới tại Việt Nam nhiều khi có còn khó khăn và kéo dài thời gian. Như vậy thì trong trường hợp này là hộ chiếu Việt Nam còn hạn dưới 6 tháng, cứ cầm đi, không có bị khó khăn gì hết, vẫn được xuất cảnh Việt Nam và về Mỹ dùng hộ chiếu Mỹ nhập cảnh lại Mỹ bình thường nha. Đọc giấy không? Quý cô bác anh chị và các bạn thân mến, vừa rồi thì Nick có là một video clip nói về thông tin là Việt Nam miễn thị thực visa cho một số nước từ 15 ngày lên 45 ngày, và có một số lời đồn đó là vẫn chưa tin, là nói rằng là 45 ngày nhưng mà khi nhập cảnh ở Việt Nam á, là phải đóng tiền tới 45 ơ chẳng hạn. Thì Nick đã đưa thông tin để khẳng định là điều đó không đúng sự thật, và cô bác chị mình nếu đang ở những cái quốc gia mà được Việt Nam đơn phương miễn thị thực visa đó thì cứ về bình thường thôi, không phải tốn tiền gì hết. Thì trong đó cũng có một vài comment là cho rằng là Nick sợ là không đúng, nêu những thông tin mà có thể là gọi là lùa gà đó, để rồi mọi người về tới Việt Nam rồi lúc đó vỡ lẽ đóng tiền rồi hối hận không kịp vân vân này này nọ đó. Thì xin thưa là điều này chắc là Nick cũng không cần phải nói nhiều, bởi vì không phải là Nick được phép nói những cái điều mà không đúng sự thật như vậy, vì chẳng cần phải là Nick nói đâu, trên báo chí hay là các trang web chính thống của Việt Nam đã đăng tải từ đó trước đó rất là nhiều rồi. Và cũng sẵn tiện đây thì Nick vừa nói đến luật số 13 đó, thì có anh chị mình muốn thôi thêm thông tin về vấn đề này có thể tìm thêm ở trên điều luật sửa đổi vấn đề mà xuất nhập cảnh liên quan đến thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam chẳng hạn. Thì ở đây Nick chỉ lướt lại thông tin cho những cô bác chị nào chưa nắm rõ nè, để chúng ta tự tin hơn nha. Thứ nhất đó là những nước được miễn thị thực visa thì danh sách những nước đó là những nước nào. Cô bác chị mình nếu mà đang nắm quốc tịch nha, là mình có hộ chiếu của những nước đó thì chúng ta tự tin hoàn toàn, yên tâm là được miễn 45 ngày lưu trú tại Việt Nam khi nhập cảnh vào Việt Nam. Đầu tiên là có Nga nè, rồi Nhật Bản, Hàn Quốc nè, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý và Belarus. Thì những nước này hiện đang được miễn thị thực visa tới 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam. Và cô bác chị mình chỉ cần là cầm hộ chiếu, mua vé máy bay là chúng ta bay về Việt Nam với bất kỳ lý do gì, mục đích nhập cảnh gì, ví dụ là thăm thân, du lịch hay là kinh doanh thương mại làm việc, bất kỳ lý do gì luôn, chỉ là cần hộ chiếu còn hạn có giá trị thôi và vé máy bay là chúng ta bay vào nhập cảnh Việt Nam được bình thường. Và gần đây nhất thì trong kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9 mà đêm 2 tháng 9 có xem pháo bông tại ở ngoài Bạch Đằng Nguyễn Huệ á, phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng như là bến Bạch Đằng trung tâm quận nhất Sài Gòn, thì Nick có gặp mấy bác ở Pháp về chơi nè, chào mấy câu hỏi, rồi thêm nhiều trường hợp khác ở Đức về nè, rồi một số bà con Việt kiều ở châu Âu về thì cũng đã có xem kênh của Nick và nhận diện ra, thì cũng có báo cho Nick là đã sử dụng hộ chiếu của Pháp nè, của Đức nè, rồi của Thụy Điển nè, nhập cảnh về bình thường, đúng là như Nick đã thông tin trước đó 45 ngày hiện đã được đóng dấu vào hộ chiếu, được lưu trú tới 45 ngày rất là thoải mái luôn. Và thật sự mọi người về chơi thì có khoảng 4 tuần là 1 tháng là tối đa rồi, cho nên là cảm giác rất thoải mái và yên tâm, không có lo gì nữa hết, và đó là thông tin đúng sự thật, mọi người về rồi và khẳng định điều đó là không có gì mà phải lo lắng lo sợ. Thì sẵn đây Nick cũng nói lại để cô bác chị khác chuẩn bị về nè, nếu chúng ta nằm trong danh sách những nước đó mà chưa có visa Việt Nam 5 năm á,
thì cũng không cần xin visa nữa mà hoàn toàn tự tin là Việt Nam đã miễn visa rồi, thì chúng ta cầm hộ chiếu, mua vé máy bay là bay về Việt Nam nhập cảnh bình thường nha. Một số cô bác anh chị ở những nước châu Âu khác thì cũng có hỏi nhất là sao không có nằm trong danh sách những nước được miễn visa Việt Nam lần này. Thì xin thưa là đã có đề xuất rất là mạnh dành cho tất cả các nước châu Âu luôn được miễn thị thực visa để nhập cảnh vào Việt Nam du lịch, như là những nước đã được Việt Nam đơn phương miễn thị thực visa đó. Tuy nhiên thì trong cái đợt này á thì xét duyệt vẫn là chưa công bố là những nước đó được cho miễn thị thực visa. Ví dụ là có người ở Hà Lan hỏi tại sao lại không cho Hà Lan được, có người ở Vương quốc Bỉ nè tại sao không được, rồi một số nước châu Âu còn lại nữa tại sao không được, vân vân và vân vân. Thì rất là tiếc là trong đợt này đó thì quy định mới đã không có cái quyết định là miễn thị thực visa cho tất cả các nước châu Âu còn lại. Tuy nhiên thì theo Nick nhận thấy là khả năng lớn là trong thời gian tới có thể được xét duyệt lại và miễn visa cho các nước châu Âu nha. Nên của bác anh chị mình ở những nước đó thì chúng ta cũng cố gắng chờ thêm thời gian nữa thôi. Khi có thêm thông tin mới thì Nick sẽ cập nhật lại cho mọi người. Còn bây giờ thì chúng ta đành chịu thôi. Chỉ có những nước mà Nick vừa nêu tên khi nãy đó thì đã được công bố chính thức miễn thị thực visa 45 ngày với bất kỳ mục đích lý do gì về Việt Nam vui chơi, giải trí, thăm thân, thoải mái trong vòng 45 ngày. Không cần phải xin visa, không tốn tiền xin visa, rất là ok rồi. Còn riêng đối với là Mỹ nè, Canada, Úc và New Zealand hiện cũng chưa được xét duyệt nè. Nhiều của bác anh chị mình cũng rất là quan tâm ha. Rồi thêm một số anh chị nè ở bên Đài Loan nè, rồi Hồng Kông nữa cũng có thắc mắc, nhất là ở Đài Loan rất là nhiều anh chị mình ở Đài Loan lâu rồi, có quốc tịch của Đài Loan nè. Rồi cũng mong muốn được miễn visa, đặc biệt là để dễ dàng cho mấy ông chồng hoặc là người thân là của bên chồng ở Đài Loan được đi lại thoải mái, không cần phải xin visa Việt Nam á. Thì thật sự là những nước này, kể cả Đài Loan, Hồng Kông đều được đưa vào danh sách đề xuất hết, nhưng rất tiếc là không thể một sớm một chiều mà Việt Nam giải quyết liền là cho miễn thị thực visa, chắc là còn phải xem xét lại. Thời gian thì trong tương lai sẽ trả lời thôi, còn hiện tại thì chúng ta đành phải chịu nha. Vừa rồi thì Nick cập nhật lại thông tin liên quan đến hộ chiếu và visa. Còn bây giờ là thông tin cập nhật về tỷ giá ngoại tệ nè. Nhiều các bạn chị quan tâm thắc mắc là thấy mọi người cứ là toán lên là tỷ giá đô la Mỹ tăng vọt gì đó, không biết thực hư như thế nào. Thì hôm nay Nick cập nhật lại một tí thông tin này để các bạn chị mình nắm. Đúng là trong những ngày lễ vừa qua đó, cuối tháng 8 đầu tháng 9 thì tỷ giá đô la Mỹ có tăng lên. Tuy nhiên nói về tăng, nếu mà trong cán cân thương mại thì những cái tầm vĩ mô á, thì người ta mới đề cập nói nhiều. Chứ còn về tầm vi mô hoặc là trao đổi sử dụng cá nhân thì Nick nghĩ là nó tăng cũng không đáng kể đâu. Bởi vì Nick nhìn cái tỷ giá liên tục trong nhiều ngày qua nó rất là bình thường thôi. Hiện tại thì mọi người cứ tính trung bình đó, trước đó cả tháng, 2 tháng trước thì 1 đô la Mỹ là khoảng đổi ra được 24.000 đồng Việt Nam, thì hiện tại thì nó có tăng lên 100, 200 đồng thì cũng tính ra không quá đáng kể nha. Ví dụ như là đô la Mỹ ngày hôm nay, ngày 4 tháng 9 thì 1 đô la Mỹ mà ngân hàng Vietcombank, ngân hàng ngoại thương Việt Nam á mua vào đó là 23.870 đồng và bán ra là 24.240 đồng. Còn ở thị trường tự do thì thu vào cũng chỉ khoảng là 24.100 thôi, đã rớt xuống hơn so với ngày trước đó là 24.200. Đó thì chênh lệch giữa ngân hàng và phía ngoài thị trường tự do thì khoảng 200 đồng đến 300 đồng tiền mà chúng ta bán ra. Như vậy nếu mà chúng ta đổi 1.000 á ở bên ngoài so với
ở trong ngân hàng thì nó chênh lệch là mất khoảng 200 ngàn đến 300 ngàn thôi, cũng tính ra cũng không phải là nhiều. Và cũng có người về tỉnh đổi và có hỏi nick là sao tỷ giá ở tỉnh thì nó có 23.900 đồng thôi, thì tỷ giá thấp hơn ở Sài Gòn tí. Thì đúng là như vậy, có thể là ở tỉnh người ta thu thấp hơn. Sài Gòn thì tăng vọt và thay đổi liên tục, là giảm giá lên xuống thất thường nữa, cho nên là có thể buổi sáng giá 24.200, buổi chiều xuống 24.100 hoặc xuống 24.000, đó là rất là bình thường thôi. Trên là thật ra 100 đồng cho đến 300 đồng, nếu mà nhân lên 1.000 đô la Mỹ thì nó chỉ khoảng 100 ngàn đến 300 ngàn mất trong ngày, hoặc là ngày hôm sau có thể là cỡ như đó thay đổi gì đó, thì cũng không là đáng kể. Cứ là 1.000 đô chúng ta chỉ mất có vài đồng, vài đô thôi. Nếu mà lên hơn thì cũng được hưởng là thêm có vài đô, còn nếu mà xuống thì cũng mất chỉ có vài đô, hoặc là tỷ giá chênh lệch trong và ngoài thì 1.000 đô đổi ra thì chỉ mất cũng có 5 7 đô cho đến 10 đô là tối đa. Như vậy thì thực tế là đô la Mỹ là có tăng giá nhưng không phải là tăng vọt cái vèo là cách biệt quá xa. Do đó cô chú anh chị mình cũng có quan tâm thắc mắc thì Nick cũng xin giải thích ở chỗ này để chúng ta hiểu nha. Nhìn bảng giá thực tế thì nó không phải vậy đâu, bởi vì có nhiều cái thông tin, nhiều cái kênh đó là đưa thông tin la toán lên là mọi người giật mình tưởng là đô la Mỹ đang cao ngút về, chắc là xài được thoải mái này kia, nhưng thực tế đi đổi thì nó không phải vậy, chênh lệch cũng không quá lớn như trước kia đã. Còn đối với euro thì Nick nhìn thấy đó là hiện tại ngân hàng Vietcombank thâu vào đó là 25.600 nha, và bán ra là 27.000. Chênh lệch giữa mua và bán thì đúng là hơi cao, khoảng hơn 1.000, khoảng gần 1.500. Còn đối với tiền bảng Anh á thì ngân hàng thu vào là gần 30.000 đồng và bán ra khoảng hơn 31.000 đồng. Còn đối với đồng đô la Úc hiện tại thì khoảng là 10, mua vào thì 15.200 thôi và bán ra là 15.800. Còn đồng franc Thụy Sĩ thì ngân hàng Vietcombank thâu vào đó là 26.700 đồng và bán ra là 27.800 đồng. Còn đối với để Nick xem, còn tiền Singapore nè, là mua vào thì ngân hàng Vietcombank mua là 17.300 đồng và bán ra là 18.100 đồng. Đã cập nhật một số thông tin về tỷ giá để cô bác anh chị mình nắm á, thật ra thì cũng không có chênh lệch quá nhiều quá lớn như trước kia, do đó thì chúng ta không quá kỳ vọng vào vấn đề đổi tiền là xài dư thoải mái đâu nha, nó chỉ chênh lệch một khoảng tương đối nhỏ thôi, cũng không đáng kể đâu. Buổi tối ngày hôm nay là Nick thấy ngoài sân bay các chuyến bay có đường bay mà quá cảnh về Việt Nam như là quá cảnh Hàn Quốc rồi quá cảnh Nhật Bản là tiếp tục vẫn đang rất là đông bà con cô bác Việt kiều về nè, đặc biệt là từ Mỹ hay là từ Canada, để nhìn những cái tấp hành lý là biết được ở đâu về, đặc biệt là những cái thùng hàng á, đóng thùng cạc tông hoặc là thùng nhựa đó là biết ở Mỹ với lại Canada về rất là đông. Đồng thời thì Nick cũng thấy là bà con cô bác ở Úc về cũng còn nhiều nha, trong chuyến bay buổi tối ngày hôm nay nè, mặc dù là có chuyến bay của hàng không Jetstar trên bản điện tử thể hiện là đã hạ cánh rồi, thì Nick cũng thấy là có từ Úc về nữa. Sân bay những ngày này lại vẫn tiếp tục rất là đông vui. Những ngày lễ vừa qua thì Sài Gòn cũng như là khắp nơi ở miền Nam có bị ảnh hưởng của bão, cho nên là mưa gió cũng nhiều nơi nè, rồi hết mùa hè rồi thì cứ tưởng là bà con ở hải ngoại sẽ không về, chỉ đợi dịp Tết về. Tuy nhiên thì mấy ngày vừa qua và như ngày hôm nay thì cô chú anh chị mình thấy là tiếp tục rất là đông người về chơi nha, bất kể thời gian luôn. Có thể nói là nhiều người về không cần phải là
Tết hay là hè mà thời gian khác cũng được, miễn là có thời gian trống rảnh và đi được là cứ đi. Và đặc biệt là trong dịp mùa thấp điểm này thì giá vé máy bay lại rẻ nha. Biết thấy là tháng 9, tháng 10 là cái mùa rất là thấp điểm và chỗ máy bay còn trống nên giá vé là thường là có khuyến mãi cao. Nhiều người mua được vé rất là tốt luôn, ngay cả của Vietnam Airlines nhiều người mua là khứ hồi từ San Fran về Sài Gòn trở lại San Fran thì giá nó là dưới 1.000 đô la Mỹ, rẻ bất ngờ. Rồi nhiều của bác anh chị mình đi mấy hãng không khác trong dịp này cũng giá rẻ nữa, trung bình là 1.000 hoặc dưới 1.000 đô la Mỹ thì rất là tốt. Qua tháng 9, tháng 10 giá sale và nó là rất là tốt. Còn đi qua những cái tháng này rồi, tháng 11, 12 trở lên thì giá bắt đầu tăng trở lại rất là cao. Cho nên nói là mùa thấp điểm nhưng mà vẫn đông bà con bác hải ngoại về chơi. Bây giờ ít phút còn lại của video clip ngày hôm nay á, mời các bạn chị tiếp tục theo dõi những hình ảnh thực tế Nick Revel tại ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất nha. Và video clip review ga đến quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất tối ngày 4 tháng 9 năm 2023 đến đây thì cũng dài rồi, Nick xin tạm dừng video clip tại đây. Nếu quý của anh chị có những câu hỏi thắc mắc nào liên quan đến các vấn đề như là hộ chiếu, visa, các thủ tục xuất nhập cảnh Việt Nam chẳng hạn, hay là quá cảnh từ quốc tế và quốc nội quốc tế như thế nào chúng ta chưa rõ thì có thể comment bình luận phía dưới hoặc là gửi email riêng cho Nick qua địa chỉ email Nick Nguyễn Q4. Nick có để cái thông tin địa chỉ email trong phần giới thiệu kênh của Nick nhé. Nếu mà mình comment hoặc là email mà thấy hơi chậm á, thì có thể là Nick đang bận rộn chưa trả lời kịp thôi. Nhưng mà nếu khi Nick nhận được thông tin là Nick sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể cho tất cả các bác anh chị và các bạn, trừ phi là cái tin nhắn đó nó bị YouTube nó thì xóa đi, nó là Nick không nhìn thấy, hoặc là email nó bị rơi vào cái email spam á, thì Nick cũng không nhìn thấy sớm được thì mới bị treo lo thôi. Thì còn lại là những cái nào mà Nick nhận được thì sẽ cố gắng trả lời nhanh nhất có thể cho quý cô anh chị và các bạn. Rồi còn bây giờ thì Nick sẽ dừng video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý cô anh chị và các bạn trong những video clip kỳ sau. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại, chúc mọi người một đêm thật ngon giấc. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha, bye bye.